tên là Nguyễn Ngọc Long, hiện tại đang công tác tại sàn Avenger. Thì mình vào Unihome được hơn 3 năm. Từ ngày vào Unihome thì không biết bạn có ấn tượng gì nhất về công ty? Home là một trong những đơn vị có tiếng ở tại... Thì ngoài những sản phẩm chất lượng ra thì Unihome luôn chú trọng vào đào tạo những con người, anh em trong công ty, và tạo sự đoàn kết và gắn kết lẫn nhau. Bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết một ngày làm việc tại Unihome của bạn như thế nào không ạ? Một ngày làm việc của mình tại Unihome thì bắt đầu từ 8 giờ sáng. Thì mình vào công ty và sẽ nghe một bản nhạc dài 15 phút để mình có tinh thần và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các khách hàng thân thuộc của mình. Và bắt đầu mình sẽ đăng tin và gọi điện thoại cho khách hàng và mình sẽ đi gặp khách hàng. Vậy thì thành tích gần đây nhất mà bạn đạt được đó là gì? Thành tích gần đây nhất của mình là quý 1 vừa rồi mình nhận được 2 giải, là giải thưởng nhân viên có hiệu quả nhất và nhân viên có năng suất cao nhất. Bạn có thể chia sẻ cho mình cũng như mọi người biết được là cảm xúc của bạn như thế nào khi bạn nhận được những thành tích đó không ạ? Khi nhận cái thành tích đó thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Mọi cái cố gắng của mình được đền đáp. Bạn có thể chia sẻ cho mình biết bạn đã dùng phần thưởng của mình vào những việc gì không ạ? Mình đã mời cả nhà mình đi ăn một bữa non nê và mời cả phòng kinh doanh của mình đi ăn để tạo sự cảm ơn đã trong thời gian qua đã hỗ trợ mình đạt được thành tích như vậy. Bạn hãy chia sẻ cho mọi người biết những bí quyết để đạt được những thành công này. Thật sự ra thì mình cũng không có bí quyết gì hết. Bí quyết của mình chỉ là sự cố gắng. Trong mọi công việc mình, mọi thứ thì cái sự cố gắng là sự hành động, cố gắng sẽ thành công. Đã sắp đến đợt tổng kết quý 2 năm 2019 rồi, không biết là bạn còn tự tin chắc chắn là mình sẽ nhận được những thành tích cao như vậy không ạ? Cũng sắp hết cái quý 2 rồi thì mình cũng hy vọng mình cũng là người được xứng tên trên bảng vàng ở quý 2. Bạn có muốn nhắn nhủ gì đến với những đồng nghiệp của mình không ạ? Các bạn ơi, hãy cố lên nha, mọi sự cố gắng mình sẽ được đền đáp. Cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay và chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành công và cũng như nhiều thành tích vượt bậc hơn tại Unihome bạn nhé. Chính là không lau mồ hôi do không có phát hiện ra.